Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn vừa tổng kết công tác tư pháp và hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, do tình hình dịch bệnh nên các cơ quan đơn vị địa phương của quận chủ yếu tập trung tuyên truyền bằng xe lưu động trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là hệ thống loa truyền thanh, biên soạn, in ấn và tiếp nhận hơn 32.000 tờ gấp trích nội dung các văn bản pháp luật về luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và nhiều luật khác. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tổ hòa giải cơ sở, tủ sách pháp luật phát huy hiệu quả. Trong năm, tổ hòa giải ở phường đã tiếp nhận và hòa giải thành công 47 trên 48 vụ việc, đạt gần 98%. Năm 2021, quận Ngũ Hành Sơn sẽ tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, duy trì và phát huy vai trò của câu lạc bộ công tác xã hội và các mô hình phòng chống tội phạm ở các phường.